Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AppConWi. Và hôm nay các bạn sẽ có video trải nghiệm từ game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi Nấm Vai Anh Hùng. Các bạn hãy tải các game này ở trên Google Play cũng như App Store nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Nấm Vai Anh Hùng này để xem game này có gì thú vị hay không. Thì đầu tiên anh em thấy là con game này nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc. Đấy, còn mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về game đâu. Bây giờ chúng ta sẽ vào game và trải nghiệm đi. Game có tiếng Việt rồi nhá. Đấy, đây là cái phần cốt truyện này, có lẽ là mình sẽ bỏ nhanh qua nhanh về cốt truyện đi. Đây sẽ là một con dạng game nhập vai và các bạn sẽ có 4 lớp nhân vật để lựa chọn. Đầu tiên đó là kỵ sĩ này, các bạn có thể lựa chọn giới tính nhá. Game các bạn thấy là game có đồ họa style 2D chibi. Nhân vật thứ hai đó là du hiệp, một lớp nhân vật kiểu dạng thích khách. Các bạn có cái tỷ số như là tấn công hỗ trợ sinh tồn nhá, ví dụ như là du hiệp là thiên về tấn công này. Pháp sư cũng là một lớp nhân vật thiên về tấn công nhưng mà tấn công phép và tạo hình cũng khá là đẹp. Và cuối cùng là mục sư là một lớp nhân vật thiên về bút máu hỗ trợ. Thì tùy vào sở thích của mỗi người thì anh em sẽ lựa chọn cho mình một cái lớp nhân vật phù hợp. Ở đây mình có lẽ mình sẽ chơi pháp sư đi. Rồi mình sẽ tạo nhân vật này. Phần cốt truyện này thì game này nó mang phong cách fantasy nhá. Các bạn thể bỏ qua hoặc là theo dõi phần cốt truyện này. Game này là dạng game nhập vai rảnh tay anh em ạ. Tức là nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu, anh em sẽ tập trung nhiều vào việc và nâng cấp phát triển nhân vật. Đấy, game đánh theo kiểu dạng vượt ải này. Các cái màn chơi ở đây. Game hình ảnh rất là dễ thương nhá và siêu nhẹ luôn. Đây, vào thách đấu này. Đấy, nhân vật nó sẽ tự động treo máy và mình có thể thách đấu boss để qua màn chơi tiếp theo ấy, kiểu như vậy. Hình ảnh game rất là dễ thương luôn. Rồi lại tiếp tục thách đấu boss. Cái này không có mở, không biết là có auto thách đấu nhỉ, thì mình sẽ rảnh tay hơn hay là cứ phải bấm thách đấu như này. Giao diện game thì nhìn cũng khá là dễ nhìn, lại khung chat rồi này. Rồi tiếp tục thách đấu nhá. Đấy, chúng ta lên đến làng nấm 3 này, các bạn cứ đánh cao dần lên để thứ nhất là lên level nhanh hơn, thứ hai là lên max level hơn thì các bạn để treo máy được nhận được nhiều tài nguyên hơn đấy. Và thứ tư là khi mà các bạn hoàn thành những việc thách chiến boss như này thì nó sẽ mở khóa thêm các tính năng mới. Đây, chúng ta có phần nhân vật này. Đấy, các bạn để lắp các trang bị vào. Đây, mình sẽ lắp trang bị này. Ủa, mình ấn lắp trang bị nhanh mà nó không lắp ta. Đấy, rồi chúng ta sẽ có phần triệu hồi. Ở trong phần triệu hồi này là phần gacha, thì các bạn sẽ gacha nhá. Đây, các cái thẻ SSR gì này, mình sẽ được một hero SSR. Mình sẽ cho vào thú cưng, nó là gacha pet anh em ạ. Và các bạn hãy bày trận ra đây. Ok. Ủa, mình sao để cho từ nha. Đây, mình có một thẻ. Và cái pet này thì các bạn hãy nâng cấp lên nha anh em nhé. Đó, các bạn hãy nâng cấp lên. Đây thì các bạn hãy bày trận này. Ủa, làm sao để bày trận ta? Ồ, mình chưa hiểu lắm tại sao mình không bày trận được ta. Rồi, cứ đánh đi nhá. Rồi, mình cứ đánh đi á. Ồ, chắc là phải lúc mới hiểu được, có cái mình chưa hiểu lắm. Mà sao lúc ấy ấn vào bày trận mà không được ta? Ảo thật đấy. Rồi, mình sẽ mặc trang bị mới này. Đây là phần triệu hồi nhá, các bạn hãy triệu hồi ra pet. Đấy, gacha ra pet anh em. Đây là phần kho thưởng này, tỷ lệ quay là R 82%, SR là 15% và SR là 3%, không cao quá nhỉ. Pet thì nó sẽ chia hệ, chúng ta có hệ hỏa, hệ nước, hệ lôi, hệ sét á, hệ phong, hệ gió á, và hai ánh sáng bóng tối nữa này. Cái hình tròn này cũng không biết, mình cũng biết là hệ gì luôn. Đấy, ta có hệ này, ví dụ như con cá mập này là hệ nước nhưng mà mình đang không biết. Ở đây, đuổi nó lag anh em ạ. Đây, bây giờ mới cho pet được vào trận này. Rồi, bắt đầu. Đấy, lúc nãy mình không ấn được, bây giờ mới bày trận được anh em này. Rồi, các bạn hãy cho pet ra trận nhé. Hiện tại thì mình mới chỉ cho được một con pet ra trận thôi. Sau này thì cho thêm được. Đây là danh sách thú cưng. Mình nghĩ là khoảng 40 con gì đấy. 40 nhân vật, 40 con pet. Rồi, ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiếp này. Tăng hạng huy chương. Rồi, tiếp tục nha. Mặc trang bị mới này. Game thật ra thì cũng không khó hiểu đâu. Game rất là đơn giản, dễ chơi, thuộc dòng game nhập vai rảnh tay ấy. Đấy, có pet và trợ chiến mạnh hẳn anh em ạ. Game này tính năng nó mở bằng cách là các bạn phải lên ải. Thì
thì nó sẽ mở khóa các tính năng anh em nhé. Đấy, nhưng mà nó không hướng dẫn kỹ lắm, mình thấy là không hướng dẫn kỹ lắm nhỉ. À, các bạn hãy triệu hồi nhá, lần này là triệu hồi miễn phí này. Thường anh em sẽ triệu hồi 10 lần cho mình. Và với tỷ lệ 3% thì thực sự là để có một pet ER thì cũng khá là khoai nha anh em nhá. Đấy, mình cứ tiếp tục khiêu chiến boss thôi. À, game này thì sau này sẽ có tính năng tổ đội nữa. À, các bạn để petty với người chơi khác để cày cuốc hoặc đi làm các cái phó bản hoạt động. Ở đây thì mình sẽ đi có phần mở khóa phần kỹ năng nó đã mở đâu. Tiếp tục chiến đấu nha. Có cả thần thôn cầu vồng này anh em này. Đây là cái thôn làng của mình. Sau này có đấu trường các thứ, các tính năng hoạt động thì nó sẽ hiển thị ở đây nha. Đây là có quà online này. Có cả triệu hồi kỹ năng đấy. Sau này game nó mở phần kỹ năng thì có cả triệu hồi kỹ năng anh em ạ. Ở đây thì mình mới mở triệu hồi pet thôi, sau này nó sẽ có cả triệu hồi kỹ năng luôn. Cũng gacha khá là nhiều. Đây có phần kỹ năng này anh em này. Các bạn để lắp kỹ năng vào cho nhân vật nhá. Rồi các bạn để nâng cấp kỹ năng. Rồi trang bị này. Nó cứ bị lỗi kiểu gì nhỉ. Mặc dù nó báo là mở tính năng rồi, nhưng mà thực tế là mình phải chơi qua một lúc thì mình mới phải qua một hai ải gì đấy thì mình mới có thể mở tính năng được ấy. Ảo thật đấy, giống cái lúc nãy mình cho phép ra trận có được đâu. Đây mình lắp kỹ năng nhá. Đây bây giờ mình được này, nó cứ lắc kiểu gì ấy nhỉ. Rồi mình sẽ nâng cấp kỹ năng này. Cần các cái mảnh kỹ năng thì bạn phải nâng cấp kỹ năng lên nhá. Đây có tự động chiến đấu này. Tự động thách đấu và nó có lượt. Ở đây mình mất 20 lượt. Một ải sau thì sẽ mở tính năng chuyển nghề này. Đấy, mình đang mở tự động thách đấu anh em ạ. Thì nó sẽ rảnh tay hơn rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Rồi, các bạn có thể để ý là chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp pet nhé. Đấy, mình sẽ cho pet ăn này. Nâng lên level 20 thì sẽ cần đột phá để có thể nâng cấp tiếp. Từ từ, hình như là pet sau này có phần cả phần tiền hóa này anh em này. Không biết là thay đổi hình dáng không, nhưng mà có phần tiền hóa nhá. Rồi nâng cấp gen cho pet. Đấy, pet nó rất là quan trọng ở trong con game nấm và anh hùng này. Chúng ta mở tính năng mới, tính năng chuyển nghề. Đây, các bạn có tính năng chuyển nghề. Ta sẽ có tính năng chuyển nghề này. Ví dụ như là từ pháp sư chuyển sang một cái nghề gì đấy. Thách đấu đã, phải thách đấu mới chuyển nghề được. Đây là nhiệm vụ chuyển nghề mọi người ạ. Thì tất nhiên là những cái nhiệm vụ này thì đòi hỏi là anh em sẽ cần phải gọi là có đủ lực chiến. Chuyển nghề này thì nó mở khóa thêm kỹ năng mới này. Đơn giản nhỉ. Nói chung là không quá phức tạp lắm. Đây, từ pháp sư mình lên thuật sĩ này. Đấy, thuật sĩ 1, thuật sĩ 2, ma đạo sĩ 2 rồi siêu ma đạo sĩ. Game có tính năng chuyển nghề luôn nha. Rồi chúng ta có phần thay thế này. Rồi tăng cấp, các bạn có thể thay thế và tăng cấp ở đây. Tăng cấp kỹ năng. Đó, mình tăng cấp kỹ năng lên. Nó nhắc nhở thay thế gì đây? Ấn thay thế không được này, game nó cứ kiểu hơi lắc gì hay là như nào đấy anh em ạ. Đó là mình ấn thay thế kỹ năng rồi mà ta. Chưa hiểu lắm. Rồi. Đấy, sau này anh em có thể tiếp tục chiến đấu nhá. Và hoàn thành nhiệm vụ để các bạn thể nhận thưởng này, lên nhiệm vụ học nghề này. Đây là quà online tiếp tục nhé, các bạn thể nhận thưởng rồi cuồng loạn X10. Được tặng pet miễn phí anh em ạ. Chúng ta sẽ được tặng pet miễn phí và chọn một trong ba con pet này đúng không? Các bạn có thể rút trước những con pet như này. Cấp 20 thì mình sẽ được nhận thưởng một trong ba con pet này nhá. Đấy, rồi tiếp tục mình lại tiếp tục khiêu chiến anh em ạ. Thực ra đấy, như mình đã nói thì về cơ bản con đấm vai anh hùng này nó rất là đơn giản và dễ chơi luôn. Bạn nào mà thích cái kiểu là game nhập vai rảnh tay ấy, thì mình nghĩ là con nấm vai anh hùng này nó rất là phù hợp với mọi người. Game nhẹ, game có đồ họa dễ thương và rất là nhẹ. Lối chơi thì đơn giản nhưng mà cũng mình thấy là cũng hấp dẫn. Nhưng mà đôi khi có một số cái phần tính năng ấy, mặc dù nó ghi là mở rồi nhưng mà mình bấm vào lại không được, kiểu nó cứ hơi lỗi kiểu gì ấy.
Đó, mình không biết là phải mô tả như nào, nhưng mà các bạn thể thấy là mình đây thay đổi trang bị này, mình bấm vào thì nó không được, phải mà phải đợi một ải sau nữa mình mới bấm được ấy, kiểu kiểu như thế. Mình cũng chưa ưng lắm. Đây, chúng ta mở khóa kỹ năng này này. Đấy, đổi trang bị đã nhá. Đấy, các bạn có thể đổi trang bị cấp cao hơn. Đây, chúng ta sẽ có phần đâu nhỉ? Triệu hồi pe đấy, nó là triệu hồi kỹ năng đâu? Này đâu? Kiểu lắc lắc kiểu gì ấy. Game này thì nó sẽ sau nó sẽ hấp dẫn hơn bởi vì nó sẽ có cả phần tổ đội nữa, các bạn phải party người chơi khác nhá. Đây, nó thêm một kỹ năng mới này, mình sẽ trang bị kỹ năng vào nha. Các bạn thấy không? Mình lag, game bị lag. Đây, bấm vào không được này. Đây, trang bị này. Đó, game hơi lag nha. Game hơi lag. Đây, bấm không được đây. Đây, có lắp được đâu. Anh em thấy không? Mình không lắp được trang bị này. À, lắp được trang bị kỹ năng. Kiểu gì ấy? Nói chung là cảm giác là game nó hơi lắc lắc. Đây, lỗi tham số gì này. Đấy, game có lỗi nha. Game này vẫn có lỗi. Bạn thấy không? Mình không thể lắp được trang bị các thứ này. Ồ, ảo thật đấy. Đây, có triệu hồi kỹ năng này. Các bạn sẽ được chúng ta sẽ có phần gacha kỹ năng. Đấy, các bạn hãy quay 10 lần. Cái phần, nói chung là kỹ năng nhân vật cũng rất là quan trọng nhá. Bởi vì kỹ năng nhân vật nó cũng chia phẩm cấp. Đây, tím rồi các thứ này. Cùng một kỹ năng nhưng mà nó còn phẩm cấp khác nhau cơ anh em ạ. Đấy, mình sẽ thay thế. Ưu tiên là sử dụng kỹ năng màu tím này chẳng hạn. Đấy, lag dã man luôn. Không thể sử dụng được kỹ năng anh em ơi. Đấy, không biết tại sao mà mình không thể đổi được kỹ năng các thứ. Cảm giác là game nó chơi hơi lag. Thì đây là một điểm mình hơi đáng tiếc ở đối với cái con game đây, lỗi tham số này. Đấy, hơi đáng tiếc một tí với con nấm và anh hùng này, game có lỗi nha. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em về một tựa game nhập vai rảnh tay có tên gọi là Nấm và Anh Hùng. Nếu bạn nào mà chơi thì có thể tải game và chơi thử xem sao nhá. Nhưng mà đấy, nếu mà gặp lỗi thì các bạn có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng để hỏi xem cái lỗi này là lỗi gì, mình không biết tại sao nữa. Đấy, bây giờ không lắp được kỹ năng này, không đổi được kỹ năng đấy. Ồ, mãi lúc sau nó mới đổi này. Nhấn thay thế nhá. Đây, nó có thay luôn đâu. Đó, nó hơi bị lỗi tí. Ok, như vậy thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi này của Sáu Bạc nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ nha. Subscribe cho kênh App Kobe kênh rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi. Community game tuyệt vời hoang mỹ. Nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.